Xin chào cả nhà. Các bạn ạ, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách tạo cái tài khoản iCloud để mình tải những cái ứng dụng ở trên cái App Store này các bạn nhé. Thì cái cách tạo nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách nhanh nhất và dễ tạo nhất, ai cũng có thể tạo được. Các bạn chưa biết tạo, các bạn chưa có tài khoản iCloud thì các bạn cùng làm theo mình các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn phải kết nối mạng cho mình nhé, kết nối Wi-Fi hoặc là mạng 4G thì mình sẽ mới tạo được các bạn nhé. Các bạn sẽ vào cho mình đó là cài đặt này. Ở trong cài đặt thì các bạn kéo lên bên trên, đó là vào phần đăng nhập vào iPhone này này. Rồi, các bạn sẽ chuyển xuống cho mình đó là cái chỗ mà bạn không có ID Apple hoặc đặc quyền này. Đó, khi các bạn ấn vào đây xong thì các bạn ấn tiếp cho mình xuống bên dưới đó là tạo ID Apple này. Rồi, ở trong này thì các bạn sẽ lấy cái họ tên của mình vào các bạn nhé. Các bạn họ tên gì thì các bạn ghi vào thôi. Rồi, xuống bên dưới này sẽ là ngày tháng năm sinh nha. Ngày tháng năm sinh của các bạn thì các bạn ghi vào cho đúng để sau mình còn sử dụng nhé. Và các bạn ấn tiếp theo này. Rồi, vào đến đây thì các bạn sẽ chọn cho mình đó là cái dòng là bạn không có địa chỉ email này. Đó. Ấn vào đây xong thì các bạn lại ấn cho mình đó là nhận địa chỉ email iCloud này. Rồi, ở đây nó sẽ có cái miền đằng sau sẵn đó là a@icloud.com nhé. Nếu mà các bạn nào có tài khoản Gmail ấy, các bạn có sẵn tài khoản Gmail rồi thì các bạn sẽ ấn xuống bên dòng bên dưới này và các bạn là chọn địa chỉ email hiện tại nhé. Các bạn dùng cái tài khoản Gmail, tài khoản Google của các bạn ấy. Nhưng mà ở đây thì để cho các bạn tạo nhanh nhất và dễ tạo nhất thì đây mình sẽ dùng luôn cái miền đó là a@icloud.com nhé, để tránh trường hợp ví dụ là bạn nào chưa có tài khoản Google, chưa có tài khoản Gmail thì các bạn lại phải tạo một cái tài khoản Gmail nữa, nó sẽ rất là mất thời gian. Đó. Ở đây thì các bạn sẽ viết lên cái tên để các bạn sử dụng nhé. Ví dụ như ở đây mình sẽ ghi đó là ví dụ như mình lấy cái tên này. Đó, các bạn ghi một lần, nếu mà nó bị trùng thì các bạn lại ghi lại, các bạn ghi lại lần hai trùng, các bạn ghi lần ba, lần bốn, các bạn ghi thêm những cái ký tự, thêm cái số vào cho nó không bị trùng nữa các bạn nhé. Tại vì tài khoản này rất là nhiều người tạo, rất là nhiều người sử dụng rồi cho nên là nó có thể cái tên sẽ bị trùng các bạn nhé. Rồi các bạn làm đến đâu nếu mà các bạn sợ quên thì các bạn ghi ra giấy các bạn nhé. Rồi, ở đây thì các bạn xong rồi các bạn ấn tiếp theo cho mình này. Rồi. Ấn tiếp theo xong thì ở đây nó sẽ có của mình là không bị trùng các bạn nhé. Của mình nó không bị báo trùng thì mình sẽ được có cái dòng chữ này là tạo địa chỉ email này các bạn nhìn thấy không? Ấn tạo địa chỉ email nhé. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ đến cái bước đó là nhập cái mật khẩu. Nhập mật khẩu thì nó sẽ có từ 8 ký tự trở lên các bạn nhé. Tối thiểu là phải 8 ký tự. Thì nó sẽ có một chữ là các bạn viết hoa này. Các bạn phải bắt buộc có một chữ viết hoa, các bạn viết chữ viết hoa đấy ở chỗ nào cũng được, ở vị trí nào cũng được, và các bạn phải có một chữ viết hoa và phải có tối thiểu là một cái con số nhé, một cái con số này. Đó, từ 1 cho đến 9 thì một con số nào cũng được. Cái mật khẩu trên với mật khẩu dưới là giống nhau các bạn nhé. Đó, khi các bạn viết xong rồi thì các bạn ấn tiếp theo nhé. Các bạn chờ nó xoay đó. Ở đây thì nó sẽ, nếu mà các bạn lắp sim rồi á, lắp sim sẵn ở trong máy rồi thì nó sẽ hiển thị lên cái số cho các bạn này. Đó, nó có thể hiển thị sẵn cái số ở trên này cho các bạn rồi. Nếu mà các bạn không muốn lấy cái số này thì các bạn có thể sử dụng số khác này. Đó, ví dụ như mình sẽ sử dụng số khác nhé. Đó, mình sẽ cho cái số điện thoại của mình vào. Rồi, các bạn ấn xong. Và ở bên dưới này nó sẽ có nhắn tin và gọi điện thì mình sẽ chọn nhắn tin nhé. Chọn xong các bạn ấn tiếp theo nhé. Rồi các bạn sẽ chờ cái mã xác minh nó gửi về cho mình các bạn nhé. Khi mã xác minh về thì các bạn sẽ ấn vào nhé. Rồi các bạn ấn xác minh xong thì nó sẽ chuyển đến cái bước đó là đó, cho các bạn đây, các bạn đồng ý nhé. Các bạn không đồng ý là các bạn sẽ không tạo được nhé. Đây, các bạn đã đồng ý, nhưng mà không đồng ý là mình sẽ không tạo tiếp nhé. Đồng ý này, đồng ý tiếp này.
Rồi, đấy, như vậy là mình đã tạo xong cái bước đầu của cái tài khoản iCloud và nó đang đăng nhập vào máy của mình rồi các bạn nhé. Các bạn lưu ý là nếu mà các bạn sợ quên mật khẩu các thứ thì các bạn có thể ghi lại nhé, ghi lại ra giấy ấy, thì mình sử dụng cho nó đỡ bị quên các bạn nhé. Rồi các bạn chờ cái này một lúc thì nó còn tùy cái đường truyền mạng của mình nữa. Đường truyền mạng nhanh thì nó sẽ chạy nhanh các bạn nhé, đường truyền mạng chậm thì nó sẽ chạy chậm hơn một chút. Rồi, nếu mà trên điện thoại iPhone của các bạn có nhập mật khẩu ấy, thì nó sẽ yêu cầu đó là cái mật khẩu của cái điện thoại của mình các bạn nhé. Như mình có nhập mật khẩu mình sẽ nhập. Khi nó xác minh xong thì nó sẽ vào đây các bạn nhé. Và ở đây các bạn sẽ nhìn thấy cái thông tin tài khoản của mình này. Đó, và các thứ linh tinh ở đây đầy đủ hết này. Đó, như mình tạo trên cái iPhone 13 Pro Max thì nó sẽ có hiển thị lên luôn là đang đăng nhập ở trên cái iPhone 13 Pro Max này luôn này. Đó, xong là các bạn có thể vào đây xem tên và số điện thoại của mình này. Rồi, cái này là cái tên ID Apple của mình này, ngày tháng năm sinh của các bạn này. Đó. Cái liên hệ hiện tại này này thì các bạn sẽ vào sửa cho mình nhé. Đó, vào sửa và các bạn cho mình thêm cái số điện thoại vào đây nhé. Để mỗi lần nó sẽ gửi cái mã xác minh là gửi về cái số điện thoại của mình chứ nó không gửi về cái Gmail các bạn nhé, nó không gửi về cái mail, nó sẽ đỡ rắc rối hơn. Rồi khi các bạn đã xong hết như thế này rồi nhé, thì các bạn thoát ra, các bạn vào lại cái này cho mình này, vào App Store này cho mình, và các bạn ấn tiếp tục này. Ở đây thì các bạn sẽ vào đây, là nó đã có đăng nhập sẵn ở đây này, nếu mà chưa có đăng nhập thì các bạn sẽ đăng nhập vào nhé. Ở đây mình sẽ vào mình tải lên một cái ứng dụng nhé. Ở đây các bạn sẽ nhập tiếp cái mật khẩu vào. Rồi, nó vào đến đây xong, các bạn đã nhập mật khẩu rồi. Thì nó sẽ yêu cầu là các bạn phải xem xét nhé, các bạn phải xem xét xong thì nó mới được tải nhé. Đó, ở đây thì cái quốc gia này là mình ở Việt Nam, các bạn sẽ chọn Việt Nam luôn nhé. Ở đây các bạn sẽ phải đồng ý với điều khoản điều kiện này, các bạn bật lên này. Xong các bạn ấn tiếp theo này. Ở đây nó sẽ có hai cái phương thức thanh toán, đó là cái thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cũng như là Momo. Thì nếu mà các bạn hay mua những cái phần mềm phải trả phí thì các bạn thêm vào nhé, thêm cái Momo hoặc là thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ của các bạn vào. Nếu mà các bạn không hay mua các bạn sẽ để xuống cái chỗ không này nhé, mình chỉ sử dụng những ứng dụng miễn phí thôi. Ở đây nó sẽ có cái đường này là bắt buộc, cái nào nó có chữ bắt buộc là các bạn phải ghi vào nhé, ví dụ đường các bạn ở đường nào các bạn ghi vào. Rồi, cái phòng căn hộ này không cần thiết nhé. Cái thành phố nó yêu cầu các bạn phải ghi vào nhé. Cái mã zip này thì ở Việt Nam mình là hiện tại là không cần các bạn nhé, là không cần phải điền cái mã zip. Ở đây các bạn cho lại cái số điện thoại của các bạn vào nhé. Rồi, như vậy là mình đã hoàn tất các bước để tạo xong một cái tài khoản ID Apple hay là còn gọi là cái tài khoản iCloud để mình tải ứng dụng ở trên App Store rồi các bạn nhé. Và ấn tiếp tục thôi, và bây giờ các bạn sẽ vào ấn để nhận về thôi. Đó, cài đặt. Ở đây các bạn sẽ phải nhập mật khẩu vào nhé. Rồi các bạn đăng nhập lại. Đó, nó đã xong rồi và bây giờ bắt đầu nó sẽ tải các bạn nhé. Vậy là cái cách tạo iCloud thì mình đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn rồi. Hy vọng là khóa video sẽ giúp ích được một chút gì đấy cho những ai mà chưa biết cách tạo cái tài khoản iCloud, thì các bạn cùng xem cũng như là tham khảo để mình có thể tạo được cái tài khoản iCloud mình sử dụng các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì cũng đừng quên cho mình xin một like, đăng ký kênh và chia sẻ video này để ủng hộ kênh cũng như là cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nha các bạn. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong những cái video clip tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.